Chào mừng các em đến với tiết âm nhạc lớp 6. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ học chủ đề 1. Đó là một chủ đề rất là hay, vui bước đến trường. Mời các em ghi bài nhé. Những hình ảnh các em đang xem gắn liền với tuổi thơ của các em thật đẹp. Bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ở trường các em không chỉ được học các kiến thức mà còn được vui chơi, ca hát líu lo bên thầy cô. Vậy niềm vui của các em là gì? Hôm nay cô trò mình cùng đến với một bài hát của nhạc sĩ Phan Việt Phương, Mùa Khai Trường. Trước khi vào bài học này, chúng ta cần tìm hiểu bài hát này nhé. Nhạc sĩ Phan Việt Phương sinh năm 1972 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Hà Nội, nay còn gọi là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện nhạc sĩ làm công tác giảng dạy, sáng tác âm nhạc và phối khí. Nhạc sĩ đã sáng tác rất nhiều ca khúc, trong đó ca khúc Hân Hoan Em Đến Trường, Mùa Khai Trường đã được nhiều các em thiếu nhi biết đến và yêu thích. Giai điệu bài hát vui tươi hồn nhiên. Bài hát chia làm hai đoạn. Đoạn 1 từ mùa thu sang đến ông mặt trời. Đoạn 2 từ tùng 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 đến hết bài. Các em luyện thanh theo mẫu âm sau đây. Mi 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 ma 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 hai ba bảy. Cô mời các em cùng nghe qua bài hát mẫu. Trên phố
Cô mời các em cùng nghe giai điệu câu 1, 2. Các em cùng hát câu 1, 2 nhé. Chúng ta cùng nghe giai điệu câu 3, 4. Mời các em cùng hát câu 3, 4. Chúng ta cùng nghe lại giai điệu cả đoạn 1. Các em cùng hát lại đoạn 1 nhé. Cô mời các em cùng nghe giai điệu câu 5, 6. Chúng ta cùng hát câu 5, 6. Cô mời các em cùng nghe giai điệu câu 7, 8. Chúng ta cùng hát lại câu 7, 8. Chúng ta cùng nghe lại giai điệu đoạn 2 nhé các em. Cô mời các em hát lại đoạn 2. Chúng ta cùng hát theo giai điệu cả bài này nhé.
Cô mời các em cùng với cô tập vỗ tay theo âm hình tiết tấu bài hát Mùa Khai Trường. Cô mời các em cùng hát lại bài hát Mùa Khai Trường kết hợp với gõ tiết tấu theo clip hướng dẫn. Sau khi học xong bài hát, các em hãy cho cô biết cảm nhận của mình về bài hát Mùa Khai Trường là gì nào. Bài hát đã tạo cho các em một không khí vui tươi, rộn ràng, khiến em càng háo hức đón chào năm học mới. Là một học sinh, chúng ta phải làm gì để giữ gìn ngôi trường của mình? Chúng ta phải biết yêu trường, yêu lớp và luôn giữ trường lớp được sạch đẹp hơn. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Về nhà các em, luyện tập Mùa Khai Trường bằng các hình thức đã học. Sáng tạo ra các ý tưởng mới mẻ phong phú cho bài hát. Làm bài tập củng cố sau mỗi bài, tùy theo tuần nếu có. Viết lời ca bài Mùa Khai Trường vào tập. Xem trước tiết 2 bài Các Thuộc Tính Của Âm Thanh, tập độc nhạc số 1. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại ở tiết sau.